Vâng, Tâm xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị ha. Hôm nay bên Tâm vừa về một mẫu xe sedan số tự động Kia Rio nhập khẩu Hàn Quốc, sản xuất năm 2016, động cơ là 1.5 nha cô chú anh chị. Xe số tự động và chất xe rất là mới. Xe này là xe phụ nữ đi, mua mới một chủ từ đầu, sản xuất cuối năm 2016, một chủ từ đầu ha. Xe rin lắm, chạy mới có 4 mấy ngàn thôi, sơn rin còn rất là nhiều nha. Chất xe thì miễn bàn luôn, 4 vỏ mới thay, nội thất đẹp keng, màn hình Android, cam hành trình đồ có hết rồi. Xe này là xe nhập nha cô chú anh chị, nhập Hàn Quốc nha. Kia Rio tem nước ngoài không à. Đây là nhập khẩu Hàn Quốc 2016, số tự động. Nếu mà nói về mức độ chạy và cảm giác thì em này chạy tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị ơi. Xe này bên Tâm bán cho nhà mình là 395 triệu, chốt nhanh cho cô chú anh chị là 390 nha. 390 triệu. Kia Rio 2016 nhập khẩu Hàn Quốc 390 triệu số tự động nha. Cái này nếu mà ai mà chưa chạy thì nên chạy thử một cái ha. Bảo đảm là chạy là sẽ ghiền luôn. Bản full ha, nó gồm có 4 thắng đĩa. 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương gập điện auto, kích hợp xi nhan và khởi động startup. Con xe này nó rin từ A tới Z luôn ha, không một lỗi nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cốp cửa capo là chưa có mở, chưa tháo gì hết á. Nội thất thì bộ ghế da rất là sang trọng. Đồ chơi cơ bản cũng đã có hết rồi. Đèn đuốc là sáng trưng, có đèn led luôn nha. Đèn led ban ngày luôn nè cô chú anh chị nè. Đèn của nó sáng cỡ này luôn ha, có đèn gầm là sử dụng đèn bi nha. Biển số 65A11507. Vỏ là 5 cái vỏ mới ha, 5 vỏ mới thay. Thắng là 4 thắng đĩa ABS luôn nha. Mình thùng là thắng băng, nước sơn rin còn rất là nhiều. Kích hợp xi nhan nè và gương gập điện auto. Chìa khóa remote là còn đầy đủ hai cái ha. Xe này bên Tâm bán chốt cho bà con nhà mình luôn là 390 nha cô chú anh chị. Rất là dễ mua luôn, với một cái sản phẩm này cực kỳ là đẹp. Thương hiệu rõ ràng, nhập khẩu Hàn Quốc mà giá thành thì chưa tới 400. Đây là một trong những sự lựa chọn rất là hợp lý nha cô chú anh chị ơi. Ghế là ghế bọc da, cái màu rất dễ thương và ghế mới luôn. Trần là trần nỉ nguyên rin bọc ni lông, vô lăng là vô lăng rin nha. Kích hợp hai bên ha, bản đủ nha. Đây là bản đủ hết luôn ha. Vô lăng rất là đẹp luôn, xe chạy 41.000 nha cô chú anh chị. Gương gập điện auto nè. Đó, rất là nhẹ luôn ha. Gương gập điện rất là nhẹ luôn. Mấy cái công tắc nè còn khá là đẹp luôn. Tappy đồ là còn mới lắm. Và được cái điều đặc biệt quan trọng nhất là xe này một chủ mua mới nha. Mua từ mới tới giờ luôn, chạy 40.000. Xe phụ nữ đi thì nó rất là đẹp luôn, chưa có rửa gì hết mà nó mới tinh nè. Tappy tắp đồ là còn rất là nhám và gai guốc luôn ha. Đây là chỉnh đèn cao và thấp nha. Bộ nội thất nhìn là ghiền luôn, mới tinh. Bản lời bản đầu nè, nhìn đã không, rất ư là mới luôn á. Ốc tán là chưa có tháo con nào hết ha. Tem là tem nước ngoài không nha, Korea. Ốc tán nè, xe nhập nha cô chú anh chị. Nhập nó có cái tem này ha. Phim cách nhiệt là dán hết rồi, máng che mưa, tay nắm cửa. Nội thất mới, ngoại thất thì đẹp keng, sơn rin còn rất là nhiều. Máy rin 100%, chạy là ghiền, chạy là bao phơi luôn nha, chạy xuống lắm. So sánh thằng này chạy ngon, rất ngon luôn. Nó so sánh nó chạy ngon như ngon cỡ Vios trở lên á. Nhẹ lắm, nhẹ dữ lắm, tốc độ thì thôi rồi luôn. Tua máy 2.000 là chạy 90% rồi, chạy nhẹ dữ lắm cô chú anh chị ơi. Nhanh lắm, nhẹ lắm. Và được có cái là chất xe nó còn khá là cứng. Và cái điều quan trọng nhất là xe này một chủ mua mới, ơ đô ít. Đồ đàn nó đẹp, đồ đàn nó rất là đẹp, nhìn nó đều xe lắm. Nó đều xe, nó dễ thương lắm. Nó mập mạc, nó chất phát, nhưng mà chất xe nó còn rin dữ lắm. Được cái là một chủ mua mới từ hồi nào giờ luôn. Tâm mở hết lên cho nhà mình coi ha. Cái cốp sau là chỉ cần kéo cái là cốp tự bung lên ha. Nó có một cái lò xo để trợ cốp á, nó nhẹ hiều à, đã lắm. Kéo cái là cốp tự bung lên.
đời này và cỡ này là cũng là ok lắm nè ha, đội đồ nghề là đầy đủ nha, thùng bọng bánh xe cua nè. Keo chỉ keo bọng là nguyên riêng hết, ổ khóa bản lề mới tinh. Không có cái lỗi nào hết nha cô chú anh chị bà con. Và đây cô chú anh chị thấy không? Tắp lô tắp bi nè, mới cứng à, keo chỉ đâu nè. Chắc xe thì đẹp miễn bàn, một chủ mua mới, túi khí an toàn, nói chung là xe bản full hết nha. Qua lăng củ số đẹp, màn hình Android xịn luôn, nhạc rất là hay. Đẹp lắm á cô chú chị ạ, đẹp lắm. Ha, đẹp không? Đẹp ha, nhạc đồ hay, màn hình rõ rực luôn, cam hành trình trước sau luôn nha, trước sau đầy đủ, tuyệt vời, một con xe rất là tuyệt vời về mọi thứ luôn, và giá thành chưa tới 400 triệu, kiểu dáng rất là đẹp và được có cái nhập khẩu nữa, chạy thì bao ngon, bảo đảm cô chú anh chị chạy xe này là ghiền liền, không có tìm ra chiếc thứ hai mà cứng hơn xe này đâu nha. Đây là một con xe rất là cứng luôn, phụ nữ đi mua mới từ đầu chạy 40,000, chất xe rin từ A tới Z, chưa mở một con ốc nào hết, cốp cửa cabo chưa mở chưa tháo, sơn rin còn nhiều, nội thất đẹp keng, đồ chơi full hết, ngoại thất thì không có vết trầy, mọi thứ hầu như là nó hoàn hảo tới mức tuyệt đối. Bốn cái vỏ mới tinh, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm thì còn rất là dài luôn, hầu như là riêng con xe này về không có tốn 1,000 nữa, đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2023, sản xuất năm 2016, Kia Rio nhập khẩu Hàn Quốc, cabo chưa ra. Một cái điều hết sức là ngon lành, cẩn thận, chuẩn mực. Cabo nguyên rin. Máy nguyên rin. Im ru và rù. Không đâm va ngập nước nha. Nhớt vàng ươm luôn. Nhớt rất là vàng, chủ xe mới thay hay gì á, cái máy này nó cũng mới nha. Chứng minh được một điều là cái máy ở bên trong còn rất là mới, chưa mở một con ốc nào hết. Máy nguyên rin, ắc quy là ắc quy khô, ổ khóa, nói chung xe đẹp lắm, mới lắm. Thắng ABS 4 bánh luôn nha, đó là cục thắng ABS đó. Rồi con xe bản full nha cô chú anh chị, từ A tới Z nguyên rin, mọi thứ nè, nó chuẩn, chuẩn mực, ok lắm luôn, tuyệt vời. Thì bên Tâm sẽ bán cho mà nhà mình với con xe này với mức giá là, nhắc đi nhắc lại là 390 triệu nha cô chú anh chị, 390 triệu là có ngay con Kia Rio nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động, sản xuất năm 2016, động cơ là 1.5, một chủ mua mới,
chủ xe là phụ nữ mua mới trong hãng đi tới bây giờ luôn, chưa có thay đổi gì hết, chất xe nguyên zin từ đầu tới đuôi và chạy bao êm và ngon. Cô chú anh chị mà nếu leo lên xe này chạy thử mà chê nữa thì khó mà tìm được chiếc xe khác hơn xe này được ha. Nó tuyệt vời đến mức độ ổn định chuẩn luôn. Tâm dùng từ chuẩn nhất có thể cho con xe này. Cô chú anh chị có thể liên hệ bên ô tô Di Tâm nha. Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.